Điện mà sao chiều này chiều đây đây. Chào mừng người này. Hôm nay tìm sửa cái tủ sắt. Tủ sắt này chậm mạch nhá. Mày điện tử. Cái này thì đồ người ta khá là nhiều. Nghiêng xuống em. Thì gặp tủ cái này thì trước tiên là mình phải. Ở đây nó có một ốc ở trong sau cái này chỗ này. Mình cắt cái lỗ này đi. Thì mình lấy con ốc nó ra được. Tùy từng người nhá, mình thì mình hay cắt này. Mình cắt luôn, cắt đẹp đẹp tí, mình thành những đường tròn đó. Sau đó phần ốc. Mua tư liệu nha. Để cái cháu nó bỏ trong cái chính cho anh, để trong cái thùng xốp anh trở về, anh bỏ nó để hết anh. Sau khi cái cắt này đây con ốc, chúng nó ốc mặn giữa này, cái này thì mình không có cháu rồi. Anh rồi tôi vít ở dọc đường này nên là mình lắc lư về nơi còn vỏ. Mình lấy cái tạm bút tiện mình vặn vặn ra bình thường thôi. Ok vặn được rồi, vặn được rồi thì mình lấy ra thôi, lấy cái này ra luôn cho nó gọn. Trên đây nó cuối rồi. Đừng có che cái tay vào cửa trước. Đó, đây có cái gờ. Đến đây xuống nha. Rồi. Chút đồ cắm dây ra. Cạy ra này. Thì theo như chủ nhà báo ấy, thì cái này đang cắm điện nên tự dưng mất nguồn. Mất nguồn thì ok mình kiểm tra nguồn. Chủ này vẫn đang cắm điện không cô? Ừ, cô đang cắm đấy. Thì để kiểm tra nguồn thì cắm bật thang 250V AC này. Đo hai dây xanh và nâu. Thì hai dây xanh và nâu là hai dây cấp nguồn cho bo. Thì chúng ta thấy là đồng hồ kim báo lên này, đồng hồ ấy. Thì kim báo lên chứng tỏ là cái máy này là có nguồn điện cấp vào máy rồi. Vì là dây không đứt. Điện vẫn tốt. Đúng không ạ? Đây này. Xanh và nâu đây. Thì dây không đứt thì chứng tỏ cái bo này hư thôi, vì cái này chạy bằng bo mà. Ok. Dây không gì. Vậy cô rút điện tủ lạnh đi cô. Thì với trường hợp này thì chúng ta rút ra cái chặng cắm như này. Cầm cái bon này về sửa máy, về chúng ta sửa nhé, kiểm tra sửa sao nhé. Ok, okay. Về cái bo của cái máy giặt sáp này. Thì thường cái bệnh này thì nó có nhiều trường hợp hư lắm. Nhưng mà mọi người để ý đầu tiên là cái này này. Đây cầu chì này, cầu chì nguồn này. Tiếp theo là một cầu chì thứ hai này, cầu chì có lốc này. Và nó hay hư con này này. Con MIP nếu mà hư nặng hơn thì có thể là hư con này này. Hư con cầu diode chuyển nguồn từ AC lên DC này. Con này ạ. Và con này là con sét đánh. Con chống xung mạnh nhá. Đây, con này nữa. Con này thì thực ra không còn thay cũng được, bất luận được. Ngoài ra hai là chiếc con IC nguồn MIP 2K2S đây, con này chủ yếu lên hư những con như vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt cái máy này là hay hư nhất là con hư nhất là cầu chì. Thì theo mình kinh nghiệm mình sửa thì 10 con hết 8 con là hư cầu chì rồi, chỉ hư cầu chì thôi. Thì cái này là mình sửa rồi, nó bị hư cầu chì. Bây giờ thì mình lắp cho khách. Đây, sau khi mình sửa xong thì mình mang đến nhà lắp cho khách này.
lỗ đen trước kìa. Em có nó phải không? Không, cắm dây vào đấy. Em quay nhé, không dễ. Giờ mình lần sau nhớ này. Quay đi anh cầm lắp ra, em quay. Này cắm dây, đây có một dây, có hai dây này cắm một chút này. Kim loại này cái máy nào cũng như thế. Sao? Thấy hiểu rồi. Thì cho thay cái ốc mới, cái chỗ đó rồi. Đó, đưa chỗ cái lỗ này. Hãy ra một chút này. Đó. Sao thế rồi, anh mới tôi biết. Chưa gấp hay mà mình quên nhá. Nếu mà không gắm tiếp thì lắp cái kia vào không cắm được. Bác còn cái cạch như vậy là được. Nhà cô được nhiều thịt bò lắm không? Sắp hư thì được không? Cô đựng đồ trên tủ thịt nhiều mà bây giờ nó mất từ đêm hôm qua đến giờ. Sao cô gọi sớm à? Sáng nay ra nhưng mà cháu đi khỏi cho thấy đâu. Sáng nay cháu đi không đến nhà. Khi tối đây. Rồi, khi tối tối mà muộn. Cô cắm điện đi cô. Tối mà muộn cô mới thấy. Vâng vâng. Đây, sáng điện ok nhá. Có điện chưa? Quạt đấy. Đó. Mấy chục dây xong rồi quạt sẽ chạy quạt chạy. Cái ấy đó mà dây nó không biết tí nào. Đó. Bạn lắp quạt đã xong. Ok được. Đây, ok xong rồi nhá. Đây tủ sáp à. Đây thì cái này mà ai xem mà cần hỏi thì có thể liên hệ với mình, số điện thoại mình để dưới á. Ai xem video mà thấy có ích ấy, thì đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn mọi người.